hạnh nguyện của mình đi không lỗi lầm là phúc nâng cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng ý kiến xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biệt đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris 3 giờ đến 4 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, tri ân đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 Kinh Thập Thượng, Dasuttara Sutta 8.2, 8 pháp cần tu tập sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ, cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điệu ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sức. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Tỷ Siêu cùng chư tôn đức
vừa quan tâm vào đạo tràng. Và Nhật Bình kính cảm ơn xin hoàng nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh thập thượng Đa Sutta Sutta 8.2, 8 pháp cần phải tu tập sẽ được thượng tọa pháp tăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhặt bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, ngài con nghe được âm thanh của con, ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến ngài. Dạ, sa thú, con kính dâng mít đến ngài ạ. À, xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói rõ không? Dạ, xin cảm ơn thầy Tùng Minh, cảm ơn quý khu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Thiền Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ và chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, sau khi Đức Bồ Tát ngài hành khổ hạnh 6 năm, ngài không thấy được một cái sự tiến bộ nào về trí giác, về tự giác. Và ngài đã nhận thức rằng chỉ có con đường trung đạo Maccima Patipada, tránh xa hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng, con đường ấy mới đưa đến cái sự giải thoát. Và trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên Đức Phật ngài thuyết tại phường Lộc Nguyễn, Isi Patana, để độ năm thầy Kiều Trọng Như có đây nhắc. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, Đức Phật ngài khởi đầu bằng cách nhắc đến con đường trung đạo, từ bỏ hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Và con đường trung đạo đó là gì? Này các tỳ kheo, tức là con đường tránh xa hai cực đoan, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh hữu, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Do vậy, bát chánh đạo là con đường trung đạo, con đường giữa, không khổ hạnh, không dưỡng. Và bát chánh đạo là một trong phần của phẩm trợ đạo Bodhipaccaya. Tứ định xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ quyền, ngũ lực, tất cả chi bằng chánh đạo. Qua đó chúng ta thấy bát chánh đạo rất quan trọng. Này, chính con đường này Đức Phật đã thiết lập thành một cái truyền thống. Này Ananda, Như Lai đã thiết lập bát chánh đạo là truyền thống. Các người chớ là kẻ tối hậu. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về tám pháp cần phải tu tập. Tám pháp đó tức là bát chánh đạo. Chúng ta sẽ được nghe thượng tọa pháp đăng giảng giải rộng rãi
về đề tài này. Hôm nay thượng tọa là vị giảng sư của ngày thứ tư, và trước nhất tôi xin được mời cô Diệp Quỳnh đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa giáo sư bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình việc đứng hiệu. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con xin đọc chánh kinh. Attha tham ma bahukara attha tham ma pha quê tập bà át tha tham ma ba rình nhầy ya át tha tham ma ba hà tập bà át tha tham ma ha na pha ghi ya át tha tham ma quy sê sa pha ghi ya át tha tham ma đức bát ti vi cha át tha tham ma úp bà đề tập bà át tha tham ma a rình nhầy ya át tha tham ma sát chi ca tập bà. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Kamate attha thamma pha quê tắp bà adiyo athan ghi cô mắc gô xét chất thích đằng samma đích thích samma sanh cấp bơ samma qua cha samma cầm manh tô samma a chi vô samma qua gia mô samma sát tích samma samma thích y mê áp tham ma pha quê tấp ba. Thế nào là tám pháp cần phải tu tập? Bát thính đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là tám pháp cần phải tu tập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn 400. Tám pháp cần tu tập. Pha quê tóc ba thăm ma, đó là bát chi thánh đạo adiyo athanyiko maggo. Một, chánh kiến samma đích thí, tức là trí tuệ thấy rõ tứ đế hoặc thấy tam tướng đối với ngũ uẩn, hoặc hiểu được điều thiện bất thiện là chi phần ngăn trừ tà kiến. Hai, chánh tư duy samma sanh cấp bơ, tức là sự suy nghĩ chân chánh như suy nghĩ ly dục vô sân bất hại là chi phần ngăn trừ tà tư duy. Ba, chánh ngữ samma qua cha là nói chân chánh, tức là nói chân thật, nói hòa hợp, nói dịu ngọt, nói lợi ích là chi phần ngăn trừ tà ngữ. 4. Chánh nghiệp samma kammanto là hành động chân chánh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là chi phần ngăn ngừa tà nghiệp. Dạ, con sai rồi. Là chi phần ngăn trừ tà nghiệp. 5. Chánh nghiệp. Dạ, con xin sám hối ạ. 5. Chánh mạng samma acchiyo là sống nuôi mạng chân chánh, không dùng sở hành tà vại để tạo sinh kế là chi phần ngăn trừ tà mạng. 6. Chánh tinh tấn samma qua gia mô là siêng chân chánh, tức là gắng sức dẹp bỏ ác pháp và trao dồi thiện pháp là chi phần ngăn trừ tà tinh tấn. 7. Chánh niệm samma sati là ức niệm chân chánh, chú ý ghi nhận biến động của danh sắc là chi phần ngăn trừ tà niệm. 8. Chánh định samma samma thi là trụ tâm chân chánh,
tức tập trung vào đề mục thiền là chi phần ngăn trừ tà định. Bát chi thánh đạo này còn gọi là bát chi đạo, ách thân với các mắt gác. Đây là đường trung đạo, mắt chi ma, bát tiết bát đa. Đánh xa hai cực đó là khổ hạnh và lợi dưỡng, con đường đưa đến giải thoát. Bát chi thánh đạo này xếp trong tam học, thì chánh kiến, chánh tư duy thuộc phần tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc phần giới học, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc phần định học. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đân từ bi giảng dạy đại học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân Bích Đinh Sư ạ. Alo. Alo, gì nghe được không? Thì hôm nay hôm nay mình học phần pháp tám chi. Thì tám chánh này thì là bát cái chánh đạo. Và tám chánh này thì chúng ta thấy rằng trình bày trong tam tạng kinh điển về phần vị diệu pháp hay phần tạng kinh thì rất là nhiều, rất là nhiều dọn trình bày về bát chánh đạo này. Và cũng như lời thượng tọa Tề Siêu vừa dẫn nhập đó, thì chúng ta thấy 37 phẩm bồ đề trợ đạo á, thì nói đến bốn chánh cần, bốn nghĩa tức, ngũ căn, ngũ lực, thất giới chi, thánh đạo để trợ cho cái đạo sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi chính pháp thánh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày thuyết giảng cái con đường bát chánh để xóa bỏ cái khổ hạnh hay cái lợi dưỡng hay là cái thường kiến đoạn kiến, thì chúng ta biết rằng đối với một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, ngài đã tu vô lượng kiếp, và trong vô lượng kiếp ngài tu tập như vậy đó, thì ngài tu tập các cái pháp đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, và ngài biết được tất cả các pháp đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nên khi ngài trình bày về bát chánh đạo đó, thì không có một cái ngoại đạo hay là không có một người nào mà có thể bác bỏ được. Vì nếu một cái người nào tu tập đó, mà bác bỏ cái con đường bát chánh đó, thì họ sẽ tu theo cái tà đạo. Và trong cái chánh kiến đó, được Đức Phật ngài dạy đó, có nghĩa là đối với một con người, một con người mà khi mà có cái sự tốt đẹp đó, thì ít nhất người đó cũng phải có cái chánh kiến. Ít nhiều thì chúng ta thấy rằng cái đạo đức xã hội đó cũng không ngoài cái chánh kiến mà được Đức Phật ngày nói đến. Bởi vì cái chánh kiến được Đức Phật ngày nêu lên hàng đầu để diệt bỏ cái tà kiến. Tà kiến thì thường thường quý vị biết rằng cái tà kiến đó là bốn tâm tham học tà đưa đến cái đoạn kiến, cái thường kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến hoặc là vô hành kiến. Khi một cái người mà có cái chánh kiến đó, để loại bỏ cái tà kiến, vì cái người có tà kiến đó thì Đức Phật tuyên bố rằng cái người có tà kiến đó, người đó không có tin có bố thí, không có tin bố thí là có phước, nên họ không bao giờ bố thí, rồi không có tin có cúng dường. Không có tin có cúng dường cho những người tu hành, thì không tin có cái tế tự, không có tin có tế tự, hoặc là họ không tin có quả báo thiện nghiệp ác nghiệp, rồi họ không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có ân đức của mẹ, không có tin ân đức của cha, không tin các cái loài quả sanh,
ở đời không tin có những vị sa môn tu hành chánh hướng chánh hạnh, với tự mình chứng ngộ và tuyên bố lên cái sự thật. Như vậy cái người tà kiến họ không tin có cha, không tin có ân đức của cha, ân đức của mẹ, không tin có bố thí, không tin có cúng dường, không tin có nghiệp thiện ác, không có tin cái quả nghiệp thiện ác, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có những loài quả sanh. Nên chúng ta thấy một người nào kêu họ không tin có loài quả sanh đó, thì họ sẽ không mà phải là cái người có chánh kiến. Vì khi mà họ không tin có những loài quả sanh đó, thì họ không tin có chư thiên, có phạm thiên. Và không tin có chư thiên phạm thiên như vậy thì không thể nào mà họ có thể sanh lên chư thiên, không thể nào họ thành tu tập để sanh lên làm phạm thiên. Vì thường thường chúng ta biết rằng phạm thiên là phải do cái tu tập thiền định, còn chư thiên tầng cao đó phải do những cái thiện nghiệp công đức, phải có trí. Chúng ta thấy những cái vị mà sanh về cõi quá lạc hay tha hóa tự tại đó thì họ phải cúng dường đến đại chúng tăng già. Nên quý vị thấy có một cái câu chuyện mà trong kinh Bổn Sanh nói về hai cái người chị em. Cái người chị thì không có sanh con được. Khi mà có chồng đó thì nói người chồng đó, thôi thì giờ cưới luôn em của mình đi. Khi mà có con đó thì cũng như là có sự nối dõi, nói dòng dõi vậy. Nhưng mà cái người chị thì làm phước, nhưng mà làm phước thích bị nào làm phước bị đó thôi. Nhưng mà khi mà cái người em thì về đó thì gặp lại được một cái vị trưởng lão trong 80 vị trưởng lão dạy cho cúng dường tăng thí. Sau khi mà thân ngoại mệnh chung đó thì cái người em lại sanh lên cái cõi tha hóa tự tại. Người chị thì sanh lên cõi trời đau lợi thôi. Cái người em mới xuống thăm người chị, mới nói chị hồi xưa chị dạy em làm phước, nhưng mà chị thì làm phước chỉ có lựa người làm phước thôi, còn em thì được như là ngày rêu á, ngày chỉ dẫn em cúng dường đến đại chúng tăng, do cái phước đó mà em sanh lên cõi trời tha hóa tự tại. Khi mà Thiên Chủ Đế Thích thấy cái vị chư thiên này có dung sắc cái gì cũng thù thẳng hơn cái cõi đau lợi á, thì mới hỏi thì cái người chị bây giờ sanh làm chư thiên mới nói rằng đó là em của mình, mà cũng nói lên cái thiện nghiệp em của mình. Và những cái câu chuyện nó được kể lại, và sau này các vị thánh tăng kết tập tam tạng đó đem cái câu chuyện vào trong chánh tạng, có nghĩa là cái câu chuyện của hai cái người chị em. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ bố thí cúng dường, mà trong cúng dường đó có cúng dường theo người, theo tăng thí. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài biết được cái vấn đề này, ngài biết được cái người mà tin bố thí đó, thì người đó được sanh lên cõi trời. Bởi thường thường quý vị biết rằng cái tâm bố thí đó là một cái tâm thiện, tâm thiện đó đưa cái người đó sanh về cõi trời, cõi người. Và thường thì quý vị biết người bố thí mà có trí đó, khi mà hiểu được cái mình có trí đó, để là mình biết rằng các bậc thánh, các đức Phật, như là bài kinh chung của đi dành đó, người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người huyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ đó, bậc chuyển linh thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Thì chính cái công đức đó là gì? Đó là những cái thiện nghiệp công đức, đó là cái sự bố thí, đó là cái sự cúng dường, đó là cái sự tế tự mà chúng ta thấy những cái pháp tế tự mà Đức Phật ngài đã giảng cho những vị Bà La Môn. Đó là những cái quả báo thiện nghiệp ác nghiệp có trong đời này đời sau, có trong đời này có đời sau, có những cái ân đức của người cha, có ân đức của người mẹ, có những loài quả sanh trên đời, có những vị sa môn tu hành chánh hướng chánh hạnh như vậy. Nên khi mà ai mà tu tập theo cái chánh kiến đó thì loại bỏ cái tà kiến, mà ai mà chạy theo cái tà kiến đó thì người đó thường thường quý vị thấy họ rất là hung dữ, họ rất là tàn bạo, vì họ không tin có đời sau, họ nghĩ là chết là hết, hoặc là chết đó thì có nhiều người họ nghĩ chết là còn, ví dụ mình kiếp này làm người, kiếp sau làm người,
kiếp này người ta làm thú, chó, mèo rồi thì kiếp sau làm thú. Đó cũng là một cái loại thường kiếm, nhưng mà đó là nghĩ rằng mình kiếp này mình cái gì, kiếp sau mình sanh như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật vừa nói về cái chánh kiến đó, loại bỏ cái tà kiến đó, thì đưa đến hai loại. Đưa đến thuộc về phước báo, đưa đến cái sự sanh y. Rồi cái chánh kiến á, mà đưa đến đến đạo chi đó, thuộc về siêu thế. Bởi vì thường chúng ta biết rằng bát chi đạo đó là hợp trong cái tâm đạo, tâm sơ đạo có bát chi đạo. Đó là cái tâm sở trí tuệ, tâm sở tầm, tâm sở nhất hành, tâm sở niệm sân tử, tâm sở cần, tâm sở cần, tâm sở niệm, tâm sở thì bát chi đạo đó là những cái tâm sở mà chúng ta thường biết, đó là những cái tâm sở vô tham vô sân, những cái tâm sở mà được gọi là những cái tâm sở tình hảo. Như vậy thì tám trong tám cái tâm sở đó đó mà chúng ta gọi là chánh kiến, là cái sở hữu trí tuệ thì chánh tư duy, sở hữu tập, chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba sở hữu giới phần, chánh tinh tấn sở hữu cần, chánh niệm sở hữu niệm trong sở hữu tịnh hảo. Như vậy thì bát chi đạo đó là những cái tâm, là những cái tâm sở sanh ở trong tâm siêu thế, ở trong tâm đạo, nên được chúng ta gọi là đạo chi. Như vậy thì Đức Phật đó, với cái thiên nhãn thuần tịnh, với cái sanh tử trí đó, ngài biết chúng sanh đó, tạo những cái hạnh nghiệp do cái tâm, do cái tâm có chánh kiến, do cái tâm có chánh kiến, và cái chánh kiến nó đưa đến những cái sự quyền quý cao sang, bậc dương triều tôn chủ ấy, hoặc là độc giác toàn giác, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chánh kiến mà Đức Phật này nói ở đây thì không có một người nào có thể bác bỏ, vì họ bác bỏ họ phải tu tập theo tà kiến. Tà kiến như vậy không có tin có quả báo, không có tin thiện ác, thì cái người này họ rất là ngược lại, họ làm những việc ác ngược lại. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà ở đời đó, nhiều khi họ tin có cha có mẹ, tin có bố thí cúng dường, tin có đời này, tin có đời sau đó, tin có những loài hóa sanh, tin có những vị sa môn, thì họ gặp những người tu tập đó, họ biết bố thí cúng dường. Như vậy thì Đức Phật ngài tuyên bố lên cái sự thật, đó là chánh kiến hữu lậu thực phước báo đưa đến cái sự sanh đi. Nên thường thường quý vị biết rằng Đức Phật ngài dạy cái sở trí tuệ đó là sở mà đưa đến làm người tam nhân. Nếu mà thiếu trí đưa đến người lạc dĩ nhân, mà thiếu mình thiếu trí thiếu tư rồi đến sanh làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, mình gọi là người lạc vô nhân. Còn những vị chư thiên phạm thiên đó, thì chúng ta biết rằng những vị phạm thiên đó là do cái tâm thiện mà chứng được thiền nên sanh lên cái cõi phạm thiên. Dù vị đó ngoại thiền cũng sanh xuống là được làm người. Đây là một cái điều mà rất là đặc biệt quý vị. Những vị phạm thiên thì không bao giờ sanh xuống rơi xuống thẳng địa ngục, mà những cái vị phạm thiên đó khi mà ngoại thiền rồi họ cũng sanh xuống làm người trở lại, chứ không bao giờ họ rơi xuống khổ cảnh. Còn ngược lại thì chúng ta biết rằng những cái vị mà chư thiên cõi dục giới đó thì có thể từ cõi chư thiên rớt xuống cõi khổ luôn cũng có. Nhất là những vị chư thiên mà như vợ xoa nanh đá đó, đập vào đầu ngài sa rước tá với cái thần lực của cái vũ khí của trời đó, nhưng mà lại rơi vào trong khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái người mà họ có tập cái chánh kiến, tu tập thuần thống chánh kiến đó, thì họ sanh làm người đó, họ luôn luôn là người hiền lành, luôn luôn người nào cũng biết thương cha thương mẹ, luôn luôn lúc nào cũng biết bố thí cúng dường, luôn luôn cũng tin có quả báo, ác nghiệp ác quả, tin có đời này, tin có đời sau. Như vậy thì Đức Phật ngài đó cái chánh kiến hữu lậu đó là đưa đến cái sự sanh trong cả cảnh giới. Còn chánh kiến đưa đến đạo chi đó là thuộc về đạo đế, đưa đến cái sự chấm dứt luân hồi sanh tử, trở thành một vị thánh tu được quần tư đại an hàm a la hán thánh đạo thành quả, hay là thành Phật. Như vậy thì vô lậu tâm mà được Đức Phật ngài nói đến chánh kiến đó, thì Đức Phật ngài phân biệt hai loại như vậy. Thì ai mà ở đời tinh tấn tu tập đoạn trừ tà kiến để thành tựu được chánh kiến, như vậy là vì đó có chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn, bởi vì Đức Phật ngài nói rằng chánh tinh tấn mình đoạn trừ cái gì, mình
đoạn trừ cái người mà không có nên gần, gọi là trừ cần. Mình gần cái người hiền nên là thận cần. Mình tu tập những cái thiện nghiệp đó là tu cần. Mình bảo vệ những cái thành quả mà mình đã có tu tập được lâu dài đó, đó là bảo cần. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái chánh tinh tấn nó để nó loại bỏ cái tà kiến, để tu tập chánh kiến là như vậy. Như vậy thì ai mà có cái chánh tinh tấn thì người đó có chánh niệm. Chánh niệm để biết được đây là cái thiện, đây là ác, nên đoạn trừ cái tà kiến. Được Đức Phật gọi là chánh niệm an trú như vậy trong kiến. Như vậy thì cái người có chánh kiến là người đó có chánh niệm, có chánh tinh tấn để xoay quanh cái chánh kiến này. Như vậy Đức Phật dạy trong trong 40 đại pháp, cái kiến đưa đến là như vậy. Như vậy thì Đức Phật gọi tiếp là chánh tư duy, là vị tỳ kheo đó ly dục tư duy, vô hình tư duy, bất hệ tư duy. Còn một cái người mà họ không có chánh tư duy đó, họ có tà tư duy đó, họ có dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Như vậy thì ở trong bài kinh Song Tầm đó, Đức Phật thì cũng có dạy lúc mà ngài còn làm Bồ Tát đó, những cái tư duy nào mà khởi lên đưa đến cái tàn hại đó, thì ngài loại bỏ những cái tư duy đó. Ngài thí dụ giống như một người lấy cái nêm đóng vào để lấy cái nêm kia ra. Một người có tà tư duy á, thì dùng chánh tư duy để rút cái tà tư duy ra. Và Đức Phật ngài dạy như vậy đó, chúng ta thấy ở trong bài kinh Song Tầm ngài dạy chánh tư duy đó là một cái người suy nghĩ đúng. Vì chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ phần. Một người có chánh kiến á, thì phải có chánh tư duy luôn, suy nghĩ những gì cần suy nghĩ, suy nghĩ đến ly dục, vô hận và bất hại. Nếu mình á, mình có dục á, thì mình có hận. Mình có dục là mình muốn mà không được thì mình hận, hận thì mình tìm cách hại. Nên thường thường quý vị thấy ở đời cũng có nhiều cái chuyện mà Đức Phật ngày dạy những cái người họ thương yêu nhau rồi không đến với nhau được, rồi họ giết cái người yêu của mình, rồi họ cũng tự sát luôn. Nó có những trường hợp như vậy. Nên chúng ta thấy ở đời Đức Phật ngày biết rằng cái dục tư duy đó nó đưa đến cái sân, cái hận tư duy và cái hại tư duy, cái sân tư duy và cái hại tư duy. Như vậy thì một cái người mà có cái tư duy suy nghĩ như vậy hoài đó thì nó không đưa đến cái sự lành mạnh cho tư tưởng, không đưa lành mạnh cho tư tưởng. Như vậy thì Đức Phật ngài phân ra cái chánh tư duy nó có hai loại. Chánh tư duy nó cũng đưa đến hữu lậu và phước báo. Bởi vì chánh tư duy là mình suy nghĩ đúng đó, nên mình sanh làm người đó, nghĩa là mình có tánh tính, tánh tầm, tánh giác. Còn cái người mà có cái bất thiện nhiều đó thì họ có tánh tham, tính sân, tính si. Như vậy thì quý vị biết rằng cái người mà họ sanh làm người, họ nặng về tánh tính, tánh tầm hay tánh giác thì họ là những người trong quá khứ họ thường suy tư những cái điều nên suy tư, nên họ sanh làm người đó họ họ đẹp, họ đầy đủ cái dung sắc, đầy đủ cái phước lành. Còn một cái người mà họ có cái tà tư duy đó, nếu mà họ mà sanh làm người trở lại đó, họ cũng có nhiều cái rất là nguy hại. Chúng ta thấy như là tiền thân mà Đức Phật thì nói về ngày độ Angulimala đó, kẻ Angulimala nhiều kiếp làm dạ xoa, khi làm vua ăn thịt người đó, mà thấy ngon đó, thấy thích đó, thì ông vua đó từ đó trở đi ăn thịt người không thôi. Mà Đức Phật đó, ngày đã độ được kiếp đó, ngày làm vị đạo sĩ ở trong rừng. Đức vua đã từ bỏ dân sang để đi vào rừng để kiếm thịt, kiếm người đẹp bắt ăn thịt. Vì làm vua mà bắt dân của mình ăn thịt đó, thì phụ hoàng và mẫu hậu đó kêu phải từ bỏ cái vương quyền đi vào rừng mà ở. Thì quý vị biết rằng khi đó đi vào rừng đã gặp được cái vị đạo sĩ mà tiền thân của Đức Phật. Vị đạo sĩ đó thuyết giảng về cái người mà có những cái tư duy, những cái tư duy mà không có lành mạnh. Có thể người đó có cái hiềm hận nhiều đó, sanh làm Atula, hoặc là sanh làm dở xoa, sanh để làm người đó hung tàn bạo ngược. Nên quý vị thấy ở đời có nhiều người đó họ rất là hung tàn bạo ngược. Có nhiều người đó thì họ hiền lành, họ có lòng tin sâu sắc, có lòng tín ngưỡng sâu sắc, họ có những cái đức tính nó tốt đẹp. Nhưng mà cũng có nhiều người nó sanh làm người họ còn lại những cái gì đó mà chúng ta gọi là những cái tư duy không có tốt, không có đẹp, không có lành mạnh trong đầu óc của họ,
mà họ gặp những cái điều đó đó, họ lại phát triển những cái điều ác rất là dễ, và họ làm ác rất là ghê gớm quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy ở đời người ta cũng ưa nói Hitler và Phạt Lô đó, hai cái người sanh cũng ngày cũng giờ, một người thì làm ta cười, một người thì làm thế giới này chết biến, chết kinh hoàng như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đối với một người đó, họ sanh làm người, họ làm cho mọi người vui. Còn có nhiều người họ sanh làm người đó, họ có những cái tư tưởng cực đoan, có những cái tư tưởng tàn hại đối với chúng sanh là như vậy, do cái tư duy. Nên Đức Phật này nói rằng cái tư duy hữu lậu đó đưa đến phước báo, đưa đến cái sự sanh y. Rồi cái tư duy mà không có lành mạnh có thể sanh vào cái cõi Atula, sanh vào những cái cảnh giới mà hung tàn bạo ngược. Như vậy thì chúng ta thấy phước báo thì đưa đến cái sự sanh y tốt, mà còn cái tư duy không có lành mạnh đưa đến sự sanh y không có hiền thiện, hoặc là sanh làm người được một lần rồi cả ngàn lần, cả trăm ngàn lần nó rơi vào trong khổ cảnh. Nên Đức Phật này cũng nói có nhiều người họ rất là khó được sanh người, như là họ sanh làm người rất là hiếm hoi, nhưng mà họ sanh vào khổ cảnh rất là nhiều. Chính vì những người đó họ có những cái tư duy không có lành mạnh, họ làm những cái việc ác. Nên chúng ta thấy cũng như thanh niên Nanda Thiếp Nàng Upalakwana vậy, nhìn thấy người phụ nữ này thì cái dục tư duy đó nó đã tràn lan trong tâm tư. Dù cái người phụ nữ đó đã đi tu rồi, cũng tìm cái cách để hãm hiếp, làm cho thỏa mãn cái tâm dục của mình rồi thì bị đứt rút quý vị. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng cái tư duy đó, nên thường thường ở đời Đức Phật này nói trong tăng chi mà chúng ta có học đó, có những người không ngủ được như người nữ nhớ người nam nhớ người nữ, vua chúa thì nhớ cái vương quyền lãnh thổ của mình, lo cái việc quốc gia đại sự đó. Còn vị sa môn thì nhớ cái pháp hành, và những vị không ngủ được, không ngủ được, nhưng mà Đức Phật cũng phân ra cái người không ngủ được do họ tu tập, do họ có cái tư duy tu tập như vậy. Rồi Đức Phật này dạy đến, thì Ngài cũng dạy đến chánh tư duy đó. Mình có cái chánh tinh tấn để loại bỏ cái tà tư duy, cũng có cái chánh niệm để trừ bỏ cái tà tư duy. Vì một cái người tinh tấn để loại bỏ những cái tư tưởng đó cũng giống như là một cái người mà tu tập á. Quý vị thấy trong bài Kinh Song Tầm mà Đức Phật Ngài kể lại đó, Ngài dùng tâm đánh tâm đó, có nghĩa là Ngài dùng cái cách này cách kia để diệt trừ cái hôn trầm thị miên, hoặc là những cái dục tư duy đó, tìm đủ cách để mà loại bỏ nó. Như vậy thì chúng ta thấy chánh tinh tấn phải có để loại bỏ cái tà tư duy, rồi có chánh niệm để thấy được cái tư duy không có chân chánh. Rồi ở đây ba giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó. Thì chúng ta thấy chánh ngữ là một cái lời nói, thường thường quý vị thấy rằng cái lời nói đó đối với Phật giáo đó, là cái lời nói đó rất là nguy hiểm. Vì chúng ta thấy cái lời nói nó có bốn cái khẩu nghiệp lận, nói ác, cái tâm thọc, cái tiêu dệt, nó những lời nhảm nhí vô ích. Như vậy cái tà ngữ ở đây là muốn nói đến những cái người nói những cái lời nói, mà những cái lời nói đó là những lời nói giọng ngôn, giọng ngữ, nói ác, cái khẩu, nói những lời phù phiếm, đó là tà ngữ. Còn một cái người chánh ngữ đó thì mình hiểu rằng cái người đó nói những cái lời điều đưa đến cái sự hòa hợp, nói đưa đến cái sự ly tham, nói đưa đến cái sự tinh tấn nỗ lực, nói những cái điều mà mang lại cái sự lợi ích, mang lại cái sự kết quả. Nên thường thường Đức Phật Ngài mới dạy thân giáo và khẩu giáo, thân giáo và khẩu giáo. Khẩu giáo là những cái lời nói mà có thể giáo dục người ta được, là khẩu giáo. Thân giáo là một cái cách sống lành mạnh để giáo dục người ta. Như vậy thì chúng ta thường thường biết đó, đối với một cái người mà họ cái chánh ngữ đó, thì họ luôn luôn họ nói những cái lời nói khích lệ người ta, những lời nói mà gọi là như là tiếp lửa cho họ, để họ có một sức mạnh vượt qua những sự khó khăn. Như vậy thì cái chánh ngữ được cũng được Đức Phật này nói rằng đưa đến sanh y, đưa đến viễn ly, đưa đến sanh y, đến đạo chiên. Thì chúng ta thấy trong 80 cái đại nhân tướng á, Đức Phật Ngài cũng nói tướng lưỡi rộng dài, tiếng răng, tiếng miệng của Ngài đó đều là do cái quá khứ Ngài đã tạo những cái công đức. Ngài nói những cái lời nói mà người ta nỗ lực tinh tấn, người ta tu tập để đoạn khổ diệt khổ, để trừ bỏ những cái ác bất thiện.
Ngài sanh ra có cái tướng lưỡi rộng dài, đó là cái tướng của bậc đại nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đời có những người họ sanh ra răng thì có 40 cái, lưỡi thì lưỡi rộng dài, không bị câm ngọng đớt, không được bị những cái miệng thối miệng hôi, hoặc là răng mọc không có điều đặn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì cũng cho chúng ta biết rằng cái chánh kiến á, hay là cái chánh ngữ đó, cũng đều là những cái thiện nghiệp mà đưa đến cái sanh y, đến cái đạo chi. Như vậy thì Đức Phật ngày giảng cái chánh ngữ là để loại bỏ cái tà ngữ. Bởi ở đời người ta nói ra những điều nói đó làm cho thế giới này đảo lộn, làm thế giới này nung nấu, làm cho thế giới này hỗn loạn, chiến tranh. Một cái người mà tu tập đó thì họ từ bỏ những cái lời nói tà ngữ này. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng mình muốn còn có cái chánh ngữ đó, mình cũng phải có tinh tấn để loại bỏ cái tà ngữ. Mình không nói nhảm nhí, không nói ác, không nói thiêu dệt, không nói đâm học. Mình phải có cái sự nỗ lực, có cái sự quyết tâm. Nên thường thường quý vị thấy ở đời có nhiều người ta đi buôn bán á, người ta nói rằng phải nói dối, không nói dối không buôn bán được. Nhưng mà thật sự không phải là tất cả những người đi buôn bán đều nói dối hết quý vị. Người nào mà họ có chánh tinh tấn á, họ loại bỏ tà ngữ. Vì họ thấy cái tà ngữ không có mang lại cái kết quả lợi ích quý vị. Cái tà ngữ không mang kết quả lợi ích. Như vậy thì cái chánh ngữ người đó muốn có đó phải có tinh tấn đoạn trừ cái tà ngữ. Mình phải có chánh niệm để thấy được cái lời nói của mình, lời nói thì nên nói hay không nên nói, lời nói này nói ra có lợi mình, lợi người, lợi đời này, lợi đời sau, hay là lời nói đó được làm khổ mình, khổ người, khổ đời ngày này, khổ đời sau. Nên nó trong cái kinh tương ưng đó thì quý vị thấy câu chuyện của cô Ca Lý Cá đó mắng chửi ngày xe rước tại ngày một la ná đó. Phạm Thiên Hình Đồng cũng có nói người sanh ra với cái búa sanh trong miệng đó, chém tự ngã, chém cái người đó đó, làm cho người đau khổ. Như thế nào thì người có cái tà ngữ cũng như vậy, lời nói đó làm cho mình tổn đức tổn phước, lời nói đó làm cho mình rơi vào trong khổ cảnh. Những cái lời nói mà nói ác, nói xúc chạm đó các bậc thánh. Còn chánh nghiệp á, Đức Phật nói rằng chánh nghiệp á, là một cái lối sống. Mà bởi vậy chúng ta thấy một cái nghề nghiệp và một cái nghề nghiệp mà mình sống, mà mình không sống theo những cái nghề nghiệp tà vậy. Ví dụ một người cư sĩ đó không có làm nghề buôn bán rượu, buôn bán súc vật, hoặc là giết hại súc vật làm nghề đầu tể, không bán rượu, không buôn bán người, cũng buôn bán vũ khí. Đó là cái cách mà Đức Phật gọi là cái chánh nghiệp nuôi mạng, nuôi cái nghề nghiệp để nuôi mạng mà sao nó chân chánh. Như vậy thì vị tỳ kheo cũng có cái chánh nghiệp có nghĩa là cái thân nghiệp mà chân chánh như thế nào đó, để có thể tạo được cái phước báo và đưa đến cái quả lành, đưa đến cái sự sanh tốt đẹp. Nên trong cái chánh nghiệp Đức Phật ngài cũng nói đến cái sự sanh sanh ở kiếp luân hồi và cái sự đoạn trừ luân hồi, đó là chánh nghiệp mà trong bát chánh đạo sanh trong tâm mà tâm siêu thế. Bởi vậy Đức Phật nói rằng một cái người mà khước từ hay là diễn ly ba thân ác hành đối với một vị tu tập bát chánh đạo đó, thân liễn viễn ly thân ác hạnh, cậu ác hạnh và ý ác hạnh đó, mà tu tập thuần thục trong bát chánh đạo để cho vô lậu tâm giải thoát hiền thánh tâm, như vậy đó, đó là vị đó tu tập chánh nghiệp với cái vị tỳ khưu. Và Đức Phật cũng dạy rằng một cái người mà có cái tà nghiệp đó, nên thường thường quý vị thấy rằng ở đời đó người ta sống, người ta làm những cái nghề nghiệp buôn bán vũ khí, buôn bán người, làm nghề đồ tể. Nhưng mà họ cũng chỉ để mà sống mà thôi, nhưng mà họ chết rồi họ rơi vào khổ cảnh. Nên Đức Phật nói rằng một người cư sĩ đó khi mà nghe nói về cái tà nghiệp đó thì một người đó phải có tinh tấn để trừ bỏ cái tà nghiệp. Mình không làm nghề nghiệp buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán chất độc, buôn bán rượu, làm nghề đồ tể. Mình thật có sự tinh tấn để loại bỏ những cái điều này. Nên nhiều khi quý vị thấy ngày sau đứa tá xuống những cái người mà đi đánh cá, ngày cũng khuyên giữ giới, nhưng mà những vị tỳ khưu phàn nàn. Nhưng mà Đức Phật ngày nói rằng
Ngài Sariputta đó, Ngài là một cái bậc hiền nhân, Ngài biết được giữ giới một ngày đó, người cũng mang lại sự an lạc. Giữ giới một giờ cũng mang lại cái sự an lạc. Nên Ngài khuyên những người này nên là giữ giới không sát sanh là như vậy. Thường thường thì chúng ta không có hiểu được, ở đời chúng tôi cũng thấy quý vị ở đời người ta nghe nói thọ giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối lũ là người đó không dám thọ giới quý vị. Nhưng mà thật sự ra chúng ta là người Phật tử thì chúng ta hiểu rõ ràng, chúng ta giữ giới một ngày một giờ nó cũng vô lượng công đức, vô lượng phước báo. Với cái thiện nghiệp mà mình giữ không sát sanh, không phải là mình phải suốt cả cuộc đời mình không sát sanh, không phải vậy. Có nhiều khi mình vẫn sát sanh vì mình lúc mình phóng dật, lúc mình quên mình, hoặc là lúc mà bị những cái điều này kia nọ đó áp lực mình đó, thì mình sát sanh. Nhưng mà mình thực tình là mình không muốn sát sanh vì mình có cái từ tâm. Nên một cái người mà có cái tà nghiệp đó, thì phải tinh tấn để đoạn được cái tà nghiệp này. Rồi chánh mạng là Đức Phật nói rằng chánh mạng là một cái sự nuôi mạng này, một cái người nuôi mạng bằng cái chân chánh. Mình không có làm những cái sự lừa đảo, không nói những lời lừa đảo, không có hiện tướng lừa đảo gian trá, hoặc là không lấy lợi cầu lợi. Và cái vị tỳ kheo đó làm hiểu biết được như vậy đó, thì Đức Phật gọi là cái chánh mạng. Vì nuôi mạng đó là cái mạng sống của mình, là đưa đến cái sự chân chánh. Còn đối với người cư sĩ đó thì họ cũng mà làm những cái nghề nghiệp nuôi mạng theo cái sự chân chánh. Như vậy đó, thì Đức Phật gọi là cái chánh mạng. Chánh mạng đó, thì Đức Phật này cũng nói đưa đến cái sự sanh đi vẫn đưa đến cái sự đạo chi. Bởi vì sanh đi là đưa đến cái sự tái sanh trời người, cái nuôi mạng của mình đó. Nên khi một cái người mà mình không có làm tổn hại chúng sanh đó, mình sanh vào thế giới không có tổn hại. Còn mình có làm tổn hại chúng sanh đó, mình sanh vào thế giới có tổn hại như vậy. Mình tu tập thì Đức Phật này dạy là một cái người mà có sự tu tập đó phải có cái tinh tấn để đoạn trừ cái tà mạng. Mình không làm những cái pháp tà mạng, không sống bằng cái nghề tà mạng. Như vậy thì Đức Phật đã cũng có cái chánh niệm để khi mình làm rồi mình suy xét lại những việc mình đã làm, đã nói, đã thực hiện đó, mình coi những cái điều đó nó có phù hợp hay không với đời sống người thoát ly luân hồi, làm nhân làm duyên thoát ly luân hồi, mình thấy có phù hợp hay không. Như vậy thì Đức Phật ngài đó, cái nghĩa là cái trong 40 trong 8 cái pháp này đó, thì có ba cái pháp nó quay xung quanh, đó là chánh tấn, đó là chánh niệm, đó là chánh trí. Luôn luôn lúc nào nó cũng có cái chánh tấn, chánh niệm, nó cũng xoay quanh. Bởi vậy khi một người mà có tinh tấn thì chúng ta thấy tinh tấn là gì? Là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Một cái người tinh tấn để gần gũi những cái thiện pháp, tu tập những cái thiện pháp, gìn giữ những thiện pháp, và xa rời những gì tổn hại đến cái con đường hay cái đạo lộ giác ngộ giải thoát, cản trở đến cái sự luân hồi vào nhàn cảnh của mình, đó là một cái người có chánh tinh tấn. Thì như vậy á, thì Đức Phật này dạy cái chánh niệm đó là mình phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Hay là người đó phải biết được mình đang làm cái gì, mình đang làm cái gì, và theo dõi cái sự có mặt của những cái pháp hiện hữu, đó là cái chánh niệm. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy đó, có nghĩa là đối với chánh kiến, đối với chánh tư duy thuộc về tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc niệm thần. Như vậy thường thường chúng ta thấy rằng đối với cái chánh tinh tấn là mình nỗ lực siêng năng tu tập, rời bỏ những cái điều trở ngại hay xa rời những người ác quấy, nỗ lực tu tập những cái thiện pháp, gìn giữ những thiện pháp mình đã tu tập được. Ở đời thì Đức Phật thì nói rằng mình gìn giữ được cái con đường tu tập đó, đó là điều rất là cần thiết. Chúng ta thấy như là Đức Phật thì kể về cái đời vua Mắt Khá Đê Quá đó, là gìn giữ những cái truyền thống đó mà được 84.000 vị vua sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Con đường bát chánh đạo Đức Phật thì nói đó, khi mình gìn giữ được cái con đường bát chánh đạo này đó, để cho mọi người có thể nghe, có thể hành trì đó, đó là cái đạo lộ để đưa đến sự giác ngộ, đó là nhân duyên đưa đến sự giác ngộ.
Như vậy thì Đức Phật này đang chánh tinh tấn khởi lên do cái chánh niệm, chánh tinh tấn khởi lên, chánh định do chánh niệm được khởi lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng niệm là cái sự ghi nhận, định là cái sự không tán loạn. Như vậy thì chánh định mà có được bởi vì cái tâm sở nhất hành, nó là thuộc cái tâm sở biến hành. Nhưng mà khi nó tu tập ở trong tâm 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 thiện thì nó mới có sở hữu niệm. Sở hữu niệm, sở hữu niệm là sở hữu tịnh hảo biến hành. Như vậy thì lúc bây giờ cái chánh định này đó, nó có chánh niệm khởi lên, do chánh trí định được khởi lên. Bởi vì chánh trí là do cái sự ghi nhận, cái sự không loạn động của chánh niệm và chánh định không loạn động. Như vậy thì vị đó khi mà có được chánh định thì chánh trí được khởi lên theo cái chi phần mà chúng ta gọi là đạo đế sanh khởi. Bởi vì tâm thiện hợp trí nó sanh nhiều lần thì cái trí trong tâm đạo sanh lên. Như vậy thì Đức Phật ngày giảng dạy về cái bát chánh đạo này đó là chánh kiến đi hàng đầu. Chánh kiến và chánh tư duy được tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định được chỉ định phần. Như vậy thì bát chánh đạo này đó được tu tập, được làm cho sung mãn đó, đưa đến cái sự thành quả niết bàn. Nếu không thì cũng cho sanh lên các cảnh giới hiền thiện, sanh làm người có nhân có duyên để tu tập bát chi đạo tiếp tục, để trở thành những vị thánh hữu học hay là những vị thánh lậu tầng, nếu mà duyên lành được đầy đủ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có tu tập đó, để loại bỏ cái 18 cái thấp tà, từ tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tấn, tà niệm, tà định, để có được chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy thì bát chánh đạo đó là 8 cái pháp thánh. Mà thường thường quý vị hay nghe nói rằng vị A La Hán có 10 cái pháp thánh đó, đó là bát chi đạo, chánh chánh trí và chánh giải thoát. Đó là 10 cái pháp thánh của bậc thánh A La Hán. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, phần trình bày về cái bài học hôm nay thì con xin trình bày vậy. Nếu chưa sáng tỏ điều nào nữa thì đó là những câu thảo luận của Vua Tăng. Vì bữa hôm nay thì có các vị trưởng lão thì con xin trình bày như vậy, nhường thời gian lại để cho thầy Nhật Đẳng điều hòa phần thảo luận để Chư Tăng triển khai thêm cái phần cần trình bày triển khai để cho lợi ích của đạo tràng. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi trình bày cái thời pháp thoại này. Kính tri ân Chư Tông Đức chia phước đến quý ngài, xin hồi hướng phước đến Chư Thiên, hồi hướng phước đến các hữu ân, các người đệ tử của chúng con. Bây giờ thì con xin gửi mic để cho thượng tọa Nhất Đẳng điều hợp. Sao thủ cái trường thượng tọa pháp lực, và xin hỏi không biết thượng tọa tuệ siêu có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa tuệ siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Mà thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Xin hỏi thượng tọa pháp lực, thượng tọa pháp tân có bạn ở trước máy và thượng tọa pháp tân có nghe được không? Và một lần nữa xin được hỏi là không biết thượng tọa tôi siêu hay tôi học tân có mặt ở trước máy nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không?
xin hỏi đại pháp tính. Đại Đức Phật đây. Dạ. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Nam mô Bích Tha giá, dạ con xin phép thượng tọa giác đẳng, có lẽ máy của sư bị có vấn đề nên đạo tràng tân đã đưa tay mà nét cái phần thóp đang có vấn đề. Dạ con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng rời rung rồi trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, thượng tọa giác đẳng có nghe được âm thanh con kính nhân bích lời đến ngài ạ. Dạ, không biết là quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Xin được hỏi là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tuyệt siêu nghe được, xin thượng tọa hoàn thiện trả lời cho cô thân luận đầu tiên. Thượng tọa pháp thân có nghe được không? Đại Đức Phật Tính đây, Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Quy Thông. Nam mô Bích Tha giá. Dạ thượng tọa giác đẳng có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư có nghe được âm thanh con không? Nam mô Bích Tha giá. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ cái màn hình của sư nó không có hiện lên nên sư cứ hỏi hoài thôi mà giờ sư cũng không nghe được âm thanh con nữa. Dạ không biết làm sao bây giờ. Dạ bây giờ thì con cũng thỉnh bàn tay thượng tọa rồi thượng tọa giác đẳng rồi rung rồi. Dạ ngài sẽ trở lại. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con thấy ngài Đại Siêu đang ở trước máy. Dạ con cung thỉnh ngài điền khuyết cho thượng tọa giác đẳng một chút để thượng tọa giác đẳng trở lời đạo tràng. Dạ con cung thỉnh ngài Đại Siêu ạ. Nam mô Bích Tha giá. Xin hỏi thì có nghe được chúng ta nói không? Dạ không hiểu hôm nay vì sao mà thượng tọa giác đẳng lại không nghe không thấy. Thượng tọa pháp tân đưa tay chúng tôi ngồi chúng tôi nghe, nếu chúng tôi đưa tay thượng tọa giác đẳng cũng sẽ không thấy bằng tay của chúng tôi mà chỉ nghe thượng tọa giác đẳng hỏi, mà trong khi đó thì dầu cho có đưa tay hay cái gì không ổn. Không biết là thầy tôi nhất đẳng có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ
đến lúc chúng tôi hỏi thì thường tự giới đẳng cũng không có lên tiếng. Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi xin hỏi thượng tọa Tân một câu. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Đồng vào trong chúng ta thỉnh thoảng Nam Mô Bích Tha Giá và Đạo Tọa. Toàn chúng con không nghe được âm thanh Ngài Trị Siêu, con cung thỉnh Ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ xin hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không vậy? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Dạ vâng, thượng tọa Pháp Tân là việc hành trì ở Bắc Chánh Đạo đó xem ra không có đơn giản như là mình học về diện lý thuyết. Ở trong diện lý thuyết thì chúng ta nghe một cách rất là dễ dàng, dễ hiểu về thế nào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh kiệt, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta tu tập, thí dụ như một người tu thiền tứ niệm xứ ở trong trường thiền chẳng hạn, thì họ áp dụng như thế nào gọi là tứ niệm xứ mà có chánh kiến, tứ niệm xứ mà có chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Thì tôi có thể cho một vài cái ví dụ là làm thế nào mà vừa tu tập chánh niệm mà lại đi kèm với những cái chi phần khác. Xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Khi nãy giờ đó thì thượng tọa Giác Đẳng gặp trục trặc, cho nên mặc dù là mời hết vị này đến vị kia đưa tay hoặc là tách chat để có, nhưng mà rồi không có thấy thượng tọa thấy cái màn hình. Bây giờ lẽ là thượng tọa đã sửa lại cái máy này nên là nó nghe cũng tốt, có thấy cũng được, nên thôi là không thấy. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì thường đó là chúng ta
được nghe nói là tu tập trong Phật giáo, đặc biệt là trong Tam Tạng Kinh Điển Bali, thì nói đến một cái người hành trì tứ niệm xứ. Thì khi mà nói đến phương pháp hành thiền thì phần lớn là hành thiền tứ niệm xứ. Thì khi mà nói tới niệm xứ thì nó có liên quan đến bát chánh đạo, ý trong giáo lý của Phật giáo, đặc biệt là những cái giáo lý cốt lõi đó, thì thường nó có những cái mối liên hệ tùy theo cái vai trò và chức năng của pháp đó. Nó có ý nghĩa khác nhau thôi. Nhưng mà khi mà mình nói đến tu tập tứ niệm xứ, tức là một phương pháp thiền quán ở trong Phật giáo, hay là thiền tuệ ở trong Phật giáo, thì thường là chúng ta được nghe ở trong kinh, cũng như là chư vị tu đức giảng cho chúng ta nghe về thiền tứ niệm xứ. Mình nói đến tứ niệm xứ thì chắc có lẽ là mình nói trên cái lý thuyết thì ai nói nghe cũng dễ, cũng mau đó. Ở đấy nó hành trì nó tới bốn phạm trù đó, mà chỉ cần một phạm trù niệm thân thôi là nó có nhiều cái đề tài, nhiều cái đề mục để mà mình hành trì rồi. Cho nên là rất là rộng, rất là sâu, chứ không phải là chỉ đơn giản như vậy. Hoặc là chúng ta được biết đến giáo lý bát chánh đạo, nói đến giáo lý cốt lõi hay con đường đưa đến cái đạo lộ giải thoát, tức là thực hành bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì phải nói rằng cái điều đó chúng ta nói học thuộc thì nó dễ nha, nhưng mà hiểu về chuyên sâu hoặc là đi vào cái chuyên sâu liên quan đến vấn đề tu tập thiền quán thì nó cũng không phải là dễ, Cho nên khi mà nói mình niệm niệm thân chẳng hạn, một trong những cái phạm trù của niệm thân, tức là niệm bao gồm cả hơi thở, biết hơi thở ra vào, biết hơi thở mạnh yếu, hơi thở lên xuống, hoặc là niệm thân là niệm ở các quay nghi, đi đứng nằm ngồi của mình, đi cũng phải niệm biết, ghi nhận biết rõ. Bởi lấy lúc này là lấy cái pháp chánh niệm làm chủ, và dựa trên cái chánh niệm đó mà người ta có thể hành giả, vị hành giả có thể ghi nhận trên nhiều cái phương diện khác nhau, thí dụ như bây giờ niệm thân, tức là niệm về quay nghi, niệm về hơi thở, hoặc là đại quay nghi hoặc là tiểu quay nghi, tức là cái chớp mắt, cái lắc đầu, cái nhíp miệng, mình đều ghi nhận biết rõ được. Sự thật ra thì một vị hành giả nói tu tập bát chánh đạo thì trên mức độ thông thường thì có lẽ là chúng ta nghĩ nó rất là dễ đó. Nhưng mà để chánh kiến, có chánh kiến là thấy được nhân quả, thấy được những điều đúng với chánh pháp, những điều sai chánh pháp chúng ta biết rõ, luân hồi cũng là một trong những cái chánh kiến. Thế hoặc là chánh kiến là chúng ta nhìn nhận thấy rõ được những cái điều gì nó đúng với sự thật là chánh kiến, nhưng mà nó sai với sự thật thì nó không phải là chánh kiến, Thì bây giờ với một cái mức độ bình thường tu tập thì chúng ta thấy rằng chánh kiến là như vậy. Nhưng mà chánh kiến ở trên phương diện tu chứng thì đó là một cái vấn đề trên lĩnh vực của Bậc Thánh. Bởi vì ở đây là theo chúng tôi nghĩ đó, thì bát chánh đạo nó có thể họp ở trong tâm thiện hiệp thế. Bát chánh đạo thì cũng có thể hiệp hợp ở trong tâm đạo, tức là tâm siêu thế. Bởi vì nó họp ở trong tâm thiện hiệp thế đó, thì nó là trên cái giai đoạn tu tập của một vị hành giả. Khi mà mình nhận biết được đúng vấn đề, thấy rõ về nhân quả, thấy rõ về những cái pháp ở nội thân, nội tâm của mình,
đặc biệt là khi mà mình có cái chánh niệm, tức là mình ghi nhận biết rõ được cái sự sanh diệt của thân và tâm của mình, thân và tâm của mình, thì cái đó là trên phương diện mà mình nói rằng là học ở trong tâm thiện hiệp thế. Học ở trong tâm thiện hiệp thế, đặc biệt là tâm đại thiện. Nhưng mà học ở trong tâm đạo thì rõ ràng là đây là tâm trí đạo, trong trí đạo mà gọi là tuệ giác, gọi là tuệ giác. Bởi vì chỉ có tâm trong tâm đạo thì mới có thể là cắt đứt phiền não, đoạn trừ phiền não, thật sự là đưa đến cái đạo quả giải thoát được. Thì cái giai đoạn đó mình nói là ở trên phương diện siêu thế thì là trên phương diện mà phải nói rốt ráo. Bây giờ nếu như một người mà tu tập về tứ niệm xứ thì rõ ràng chánh kiến là cái mà mình thấy biết đúng trên phương diện thực hành của mình. Ghi nhận biết rõ được cái nào là thân, cái nào là tâm. Bởi vì cái mà mình ghi nhận thì nó là tâm. Nhưng mà qua các cái gì mà thuộc về gió, hơi thở của mình ra vào, nó thuộc về sắc pháp chứ không phải là thuộc về danh pháp. Mà cái chánh kiến thì mình phải nhận biết đúng như vậy. Trong cái chánh tư duy thì ở đây đó thì nói là chánh tư duy là một trong những cái điều mà mình suy tư. Mình suy tư thì thí dụ như một người mà tư duy về vô dục, tư duy về vô hận. Vô dục ở đây tức là mình nghĩ nó không có liên hệ đến tham. Mình suy nghĩ như thế nào trong cái sự suy tư của mình nó không có liên quan đến tham. Tham về trong ngũ dục, tham về trong cái sự thụ hưởng, hay là tham trong sự tái sanh, hay là tham ở trong cái bất cứ một cái sự sở hữu gì. Thì khi đó là mình có một cái suy tư của mình mà nó vượt ra khỏi cái sự tham muốn, thì đó cũng gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy trong cái suy nghĩ của mình, hoặc là mình suy nghĩ như thế nào, hoặc là mình tư duy như thế nào đó, để rồi ở trong cái nội tâm của mình không có sinh ra những sự phiền muộn khó chịu. Thường đó là mình nói rằng có khi đó là người ta gặp cảnh ở bên ngoài thì người ta mới bực bội khó chịu. Có một ai đó làm họ phật lòng, một ai làm xúc phạm đến họ, hay là một ai đó làm tổn thương đến họ thì họ mới là giận. Nhưng mà nhiều khi ở trong lòng của mình, ở trong tâm của mình, những cái mà mình gọi là giận nó không phải là do cảnh ở bên ngoài, mà là mình nghĩ mà mình khó chịu. Có những điều mà nó khó chịu từ ở trong nội lòng của mình, chứ không phải là đợi tới ai xúc phạm, ai làm tổn thương mình mới giận. Thì cái sự khó chịu đó cũng là một trong những cái hận đó. Cái lòng sân hận đó, nó là một trong những cái pháp bất thiện. Nhưng mà tâm mình suy tư đến những điều đó hoài, đó là gọi là tư duy bất thiện, tà tư duy. Mà tư duy như thế nào thì gọi là tư duy để gọi là không có lòng sân hận, thì phải nói rằng chỉ có những cái tâm từ của một cái người, một vị hành giả đó, mới có thể là sinh ra một cái trạng thái mát mẻ, không có buồn bực, không có khó chịu, không có cao có với lại bất cứ một cái cảnh gì ở bên ngoài hay là tự trong nội tâm. Thì đó cũng là một trong những cái tư duy gọi là chánh tư duy. Tư duy thí dụ như các cái cảm thọ của mình, thật sự ra thì mình hơi thở ra vào, hay hoặc là một cái bước đi của mình, sự thật ra thì thân chúng ta xúc chạm với lại mặt đất, thì cái chạm đó là chúng ta biết xúc. Rồi cái cảm thọ của mình là mình có thể ghi nhận biết cái cảm thọ nó là như vậy, và đừng để cho cái cảm thọ đó là vì cái sự xúc chạm đó mà chúng ta khó chịu. Bởi vì nếu khi mà nói đến thân là thân cảm thọ đau đớn, bàn chân của mình đặt trên mặt đất, ví dụ như bây giờ mình
bước chân ở trên những cái đống sỏi, những cái bước dưới mặt đất là sỏi đá không, thì mình cảm thấy đau. Nào giờ mình mang dép, mang giày, bây giờ mình ấy khó đau, mình bước chân lên sỏi đá nó đâm vô nó đau. Mà mình là cái người tu về cảm thọ hoặc là niệm thọ đó, thì mình cũng phải ghi nhận biết là như vậy, đừng để là nó đau rồi mình khó chịu. Thường thường đó là thân cảm thọ khổ thì thân dễ dàng cảm thọ ưu. Và với một cái người tu tập thiền quán thì dù là trên các cái cảm thọ đó, cái cảm thọ đó, biết là cái cảm thọ nó là như vậy, tâm mình chỉ biết là như cảm thọ. Thọ là gì? Là gì? Sự xúc chạm của căn và cảnh mà thôi. Tức là thân căn của chúng ta, và là cảnh đó là cảnh xúc. Thì chúng ta xúc chạm vào thì chúng ta giữ, không để cái tâm nó chi phối là gì như vậy mình khó chịu, hay hoặc là những cái cảnh mà xúc chạm mà chúng ta bước cái chỗ nào mà nó im, nó dịu, nó dễ chịu thì chúng ta cảm thấy nó dễ chịu mà thỏa thích trong đó cũng không được. Chỉ biết là sự cảm thọ là như vậy. Thì ở đây đó nó cũng là một trong những cái trạng thái của cái chánh tư duy đó, cái chánh tư duy. Đặc biệt là khi nói chánh tư duy nữa là một trạng thái của cái không có nuôi quán thù, không có sân hận mà quán thù hay chấp trước, hay là nuôi cái lòng hận thù quán thù đối với bất cứ một chúng sinh nào, thì đó cũng là chánh cái việc mà chánh tư duy. Thật sự ra thì khi mà mình nói trên cái phương diện thì chắc là nó dài lắm, nó nhiều lắm, không thể nào. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái giữ cái tâm của mình để mà có được cái đời sống chánh niệm thường xuyên này, đòi hỏi một cái vị hành giả cần phải có được cái sự chú niệm rất là nhiều. Tức là dù là đi, đứng, nằm, ngồi, vị hành giả có nhiệm vụ là phải có cái chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm tức là sự ghi nhận, biết rõ được những cái gì, ghi nhận là ghi nhận những cái gì đang diễn ra. Thì chỉ có những cái người mà có chánh niệm rồi có tỉnh giác thì biết rõ như vậy, sự diễn biến như vậy đó, thì cái người đó họ mới có thể ghi nhận một cách thường xuyên được. Còn nếu mà bị thất niệm một chút nào đó thì bỗng nhiên là cái tâm của mình nó bị sao nhãng đi, bỗng nhiên cái tâm của mình nó bị mất thất niệm đi. Rồi với cái nhiệm vụ của cái người tu là giữ cái tâm của mình thôi, với cái đời sống chánh niệm là mình thường xuyên giữ như vậy, không để mất, dù là đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc là trong mỗi cái cử chỉ quay nghi nho nhỏ, tức là trong kinh gọi đó là tiểu quay nghi đó, thì mình cũng phải có cái sự ghi nhận. Tiểu quay nghi ở đây tức là sự chớp mắt, nói chuyện đôi môi hay là cái lắc đầu, cái điều đó tất cả những cái gì hành giả cần phải biết ghi nhận. Chứ còn mình không có chánh niệm thì mình bị thất niệm, mà tâm thì thường xuyên gắn liền với cái pháp chánh niệm như vậy, thì đó là một trong những cái tu tập cho chính mình. Thì thật sự ra thì nói là bát chánh đạo nó cũng liên quan chứ. Và thí dụ như mình nói chánh niệm thì chánh niệm ở trong bát chánh đạo không có. Nhưng mà bát chánh đạo mà mình nói rằng trong bát, trong tứ diệu đế, hay hoặc là mình nói ở trong tứ niệm xứ, thì cái điều đó muốn nói đến ở đây trên phương diện mà bốn niệm xứ đó, là tứ niệm xứ, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, thì đều lấy cái pháp niệm, lấy cái pháp chánh niệm làm chủ thể để mà tu tập, để mà giữ cái tâm. Tuy nhiên thì có những cái pháp khác, những cái pháp khác, thí dụ như là mình nói năng, hoặc là đời sống của một cái vị hành giả luôn giữ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, để rồi mình tránh xa những cái hành vi xấu, những hành vi mà có thể làm gây ra cái nghiệp bất thiện từ thân tổ, hay hoặc là những hành vi mà làm cho
cái nội tâm nó khó định tĩnh được. Vì như vậy đó thì cũng là một người mà có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trên phương diện mà tu tập thiện tứ niệm xứ của một vị hành giả. Nói chung là khi mà mình nói đến tu tập tứ niệm xứ, tức là một phương pháp thường được nghe ở trong kinh Đại Kinh, kinh Đại Niệm Xứ đó, thì thường là nói như vậy. Nhưng mà rồi đó thì mình trên cái phương diện thực hành thì lấy cái pháp chánh niệm làm cái pháp chủ thể để mà thực hành. Và bên cạnh đó đó thì còn có những cái pháp khác để hậu tương cho cái việc mà thực hành của mình. Như vậy thì cũng có nghĩa là thực hành bát chánh đạo đấy, bậc thực hành bát chánh đạo đấy. Thì ở đây chúng tôi đơn cử ra một cái pháp gọi là tứ niệm xứ, mà cũng không thể nói hết tứ niệm xứ ở đây, chỉ nói là niệm ở trong bốn phương diện là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Rồi bát chánh đạo cũng là nói ở trên một vài chi để nói rằng nó liên quan với nhau. Và một vị hành giả tu tập thì chúng tôi nghĩ rằng là mình vừa là có giới, tức là thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng trong đời sống tu tập, rồi mình có chánh niệm và chánh định, chánh tinh tấn, tức là mình có định phần để mà mình giữ cái tâm của mình bằng phương pháp chánh niệm, rồi cũng phải có chánh tư duy, rồi có chánh kiến, thấy rõ được cái sự sanh diệt biến diệt của danh và sắc này, hay hoặc là đất nước lửa gió này, cái gì nó là hơi gió, cái gì là đất trong cơ thể của mình, cái gì nó là nước, rồi cái gì nó là lửa. Thì cái vị hành giả có nhiệm vụ biết rõ như vậy thì cũng là một trong những cái sự chánh kiến ở trên phương diện tu tập của mình. Rồi đến một mức độ nào đó thì vị hành giả mà thuần thục thì sẽ có một cái tuệ giác, tức là cái tuệ ở trong đạo quả, thì sẽ đạt được sự giải thoát. Nhưng mà như vậy đó thì cũng phải nói rằng là có những cái pháp khác hỗ trợ, cũng như là trên phương diện thực hành các công đức tu tập của mình và các cái pháp độ của mình được đầy đủ thì mình thực hành sẽ có được cái kết quả cuối cùng. Còn nếu mà mình chưa đủ thì cũng không thể. Do vậy thì mình thực hành những cái thiện pháp khác để hỗ trợ cho cái việc mà tu tập thiền cho chính mình. Bởi vì chỉ có những cái phương pháp như vậy thì để mới trau dồi cái nội tâm của mình, thanh lọc được những cái phiền não được. Trong cái sự chấp ngã của mình, tham ái chấp ngã của mỗi chúng sinh đó, thì nó luôn luôn có. Là do tu tập như vậy thì loại trừ những cái phiền não mới đạt được sự an lạc giải thoát. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Mặc dù là cố gắng nhưng mà con cũng đã trình bày, nhưng mà cũng không thấy sao đủ hết được. Thỉnh Chư Tôn Đức chia sẻ thêm. Dạ. Yeah. Sao thì cái trình Thượng Tọa pháp tình, Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Sư nghe được, xin Thượng Tọa trả lời cho cô thảo luận số 2. Mà Thượng Tọa Thầy Sư cũng số người quan niệm rằng những pháp như chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp đó là thành quả của sự tu tập. Do tu tập thì mình mới có chánh kiến, do tu tập mới có chánh tư duy, do tu tập mới có chánh ngữ, chánh nghiệp. Thì họ nói rằng nếu là quả của sự tu tập thì không nên quan niệm những pháp đó là sự tu tập, bởi vì nhờ có tu tập xong rồi mình mới có được những pháp này. Quan niệm như vậy có đúng không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Anh Đức Thầy, kính bạch trên tầng, kính thưa quý vị, khi mà nói đến bát chánh đạo thì phải hiểu rằng là
Bác chỉ đạo hiệp với, tức là tâm thiền nghiệp giới, thì đó là bác chánh đạo tu tập. Còn tám chỉ đạo hiệp với cái tâm sư thế, thì đó là chánh đạo tu chứng. Bác chánh đạo tu chứng là thành quả của sự tu tập. Còn bác chánh đạo tu tập bằng cái tâm thiện dục giới thì đó là cái sự tu tập. Bát chỉ đạo là chánh khí, sở hữu trí tuệ, chánh tư duy, sở hữu tầm, chánh vững, chánh nghiệp, chánh mạng, thuộc về ba giới Phật. Chánh tinh tấn, sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, và chánh định sở hữu nhất hành. Tám sở hữu chỉ đạo này đó, nó hiện ở cái tâm thiền nghiệp giới thì nó trở thành chánh đạo tu tập. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là khi tu tập thì chúng ta tu tập từng món, do đó bác chánh đạo mà hiệp trong tâm thiền nghiệp giới thì bất định và rời rạc. Còn bát chánh đạo là thành quả của sự tu tập, tức là bát chánh đạo ở trong tâm siêu thế thì đó là nhất định mặt và đồng loạt đủ tám chi. Cho nên cái quan điểm mà nói rằng chánh trí, chánh tư duy vân vân là thành quả của sự tu tập hơn là chính sự tu tập, câu nói đó không đúng. Nói như vậy có nghĩa là cái người nói đó họ chưa hiểu gì về diệu pháp, chưa hiểu gì về vi diệu pháp. Chẳng hạn như bây giờ tâm thiện dục giới, hàng ngày mình tu tập mình giữ giới, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích, thì tâm thiện dục giới nó sẽ ở lúc đó là có chánh ngữ thôi. Khi nào mà có tác ý là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, thì lúc đó tâm thiện này nó có sở hữu chánh nghiệp giới Phật. Nhưng mà chánh ngữ và sở hữu chánh ngữ, sở hữu chánh mạng không có. Còn khi mà có tác ý, từ bỏ tà mạng, từ bỏ sự nuôi mạng bất chánh, thì lúc đó là có sở hữu chánh mạng. Nhưng mà sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp thì không có ở đây. Chứ không thể nào ba cái tâm sở này nó sanh khởi đồng loạt trong một sắc na tâm thì dùng giới cả. Còn về tâm đạo và tâm quả siêu thế thì bác chánh đạo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì có mặt đồng thời. Chúng ta cũng ví dụ như là vị vua có nhiều loại biến chủng như là sa binh, tượng binh, mã binh, bộ binh, vân vân.
thì lúc mà đi chinh chiến đó, thì tùy theo cái địa hình của thế trận mà sử dụng cái loại binh chủng nào. Lúc cần bộ binh thì huy động bộ binh thôi, lúc cần sang binh thì huy động sang binh, lúc nào cần huy động mã binh, tức là đánh cỡ ngựa đó, lính đánh cỡ ngựa, hoặc là tượng binh là lính đánh dùng voi, thì lúc đó tùy theo mà sử dụng. Nhưng vào cái ngày lễ hội, Đức Vua muốn biểu dương cái lực lượng quân đội của mình nên cho diễu hành chung quanh thành phố các loại binh chủng, thì lúc đó là các loại binh chủng của vua đều có mặt một lực và diễu hành cùng nhau. Ví dụ như thế nào thì cái tâm siêu thế tám tri đạo nó sanh khởi trong cái phạm trù là đắc chứng, thì lúc đó là đồng sanh khởi. Còn khi mà tu tập thì không phải là đủ hết cả tám, mà có khi tác ý cái này, có khi tác ý cái kia. Ngay cả chánh kiến là trí tuệ cũng bị là sở hữu trí tuệ. Khi mà cái tâm tương ương trí, tâm hợp trí, tâm thiện dùng giới hợp trí, trí tuệ sinh khởi. Nhưng mà trí tuệ sinh khởi ở trong cái việc khác thì cái này nó cũng không phải là tu tập chánh kiến hay là sở hữu tâm sinh khởi. Nếu như mà sở hữu tâm đó khởi trong tâm thiền giới và có tác ý là dục tâm vô, gọi là ly dục tâm, vô sân tâm, bất hại tâm, thì lúc đó gọi là chánh tư duy. Rồi chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Có đôi khi tâm thiện không có chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Khi nào mà tâm thiện khởi lên, ngồi suy niệm về ân đức Phật, suy niệm về ân đức giáo pháp, suy niệm về đặc tính của chư thánh tinh văn đệ tử Phật, hay là suy niệm về pháp vô thường, khổ đau vô ngã, nếu mà những cái đề tài suy niệm đó thì lúc bây giờ không có sở chánh niệm trên mạng có mặt. Và do vậy cho nên bát chánh đạo ở trong tâm thiền giới phải hiểu là một là những pháp tu tập, là những pháp tu tập, và đặc điểm về hình thức thì bất định tương ương với tâm thiện, bất định lại không có đồng loạt đủ cả tám. Còn đặc biệt, điểm đặc biệt của bát chánh đạo ở trong tâm siêu thế đó, thì nhất định phải có, vì nếu mà tâm đạo mà không có bát chánh đạo thì không gọi là tâm đạo được, mắc cái chết tắt. Vì đó là mắc ga ramana, là có đạo thành cảnh, hay là mắc cái hetuka, tức là có đạo thành nhân. Do bát chánh đạo làm nhân làm duyên để gọi là tâm đạo, thì như vậy bát chánh đạo ở trong tâm siêu thế phải nhất định phải có và có đồng loạt
tức là có đủ cả cả tám chánh kiến, chánh tư duy, chánh chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niềm tin. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là trong đời sống hàng ngày của phàm phu chúng ta, chúng ta cứ tu tập về bát chánh đạo, chứ chúng ta chưa có cái khả năng để mình chứng đắc được bát chánh đạo. Vì nếu mà chúng ta chứng đắc bát chánh đạo trong tâm đạo là chúng ta đã làm thánh rồi. Còn lần này chúng ta chỉ tu tập từng món một thôi. Đây là cái ý nghĩa câu trả lời mà chúng tôi xin được giải đáp qua câu thảo luận số 2 của Thượng Tôn Giả Ấn Đều Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trực thưa Thầy Sư. Mà thưa Thầy Sư, chúng ta thấy trong bát chánh đạo đó có chánh nghiệp. Bây giờ một cái người đi dạy học chẳng hạn, hoặc là giáo viên và dạy học, thì cái nghề đó là cái không phải là nghề tà mạng, nói theo đạo Phật là tà mạng. Nhưng mà cái không tà mạng đó, đó có đủ lực để gọi là chánh mạng đạo hay chăng? Hay là khi chúng ta đề cập đến trong bát chánh đạo chánh mạng thì đòi hỏi những cái ý nghĩa sâu xa hơn, chuyên biệt hơn. Để xin cái tình thưa tổ quan thị trở lại. Thành Nam Mô Bụt Thầy Già. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, khi nào mà có cái tác ý nuôi bạn chân chánh, có tác ý từ bỏ cái lối nuôi mạng tà bại, thì có cái tác ý đó thì mới gọi là có tính mạng. Và nếu như một người mà họ sống bằng cái nghề nghiệp nào đó, bận nghề nghiệp này thì chỉ có tiền lương, lấy cái tiền lương tương xứng với công sức của mình đã bỏ ra mình sống, thì như vậy quanh năm suốt tháng thì người này họ không có làm, họ không có nuôi mạng bằng cái hành vi ác gồm thân ác bằng khẩu, hành vi ác bằng ý, mặc dù họ không có nuôi mạng bằng cái nghiệp ác, nhưng mà vì rằng trong cái thế của họ sống bằng cái nghề đó với tiền lương đó, thì như vậy không được gọi là người thực hành theo bát chánh đạo, một người thực hành theo chánh mạng. Cũng giống như trường hợp chúng ta giữ giới, khi một người giàu có họ không có trộm cắp vì họ không có nghèo, nhưng mà thấy họ không có trộm cắp như vậy đó, không có nghĩa là họ giữ giới, bởi vì trong cái hoàn cảnh của họ là họ không có xa xăm. Như một người đi làm việc cái văn phòng quanh năm suốt tháng, cứ sáng ra tới giờ đi vào trong văn phòng làm việc, rồi tới chiều tối về, và họ không có xa xăm,
thì như vậy không gọi là giữ giới là tại vì họ không có tác ý. Khi nào mà có cái điều kiện, có cái cảnh đáng khiến cho sát sanh mà họ có tác ý nghĩ rằng ta hãy từ bỏ sát sanh, không nên làm cái điều ác, thì khi mà người làm như vậy đó, ngăn cái sự sát sanh đó, cái đó mới gọi là giới. Còn người không có tác ý thì không có cái giới. Cho nên ở trong Thanh Tịnh Độ mới nói là Chetanasilam là giới, là cái sự cố ý. Cái sự cố ý ở đây tức là Viramani Silam, tức là cái sự ngăn, cái sự kiên ngăn. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thổ luận ba thường tội cho đóng vừa nêu nó buông thay. Dạ, xin hỏi thầy sư một câu nữa rồi tiến thưa thọ đi ghi. Và thưa thầy sư, ở trong Bát Chánh Đạo có bao gồm cả hai chỉ và quán không? Hay là có nhiều người quan niệm Bát Chánh Đạo chỉ quan niệm là quán thôi? Và cái chánh định mà ở trong Bát Chánh Đạo có được tính là gì, thiền chỉ không? Cái tính thưa thầy. Anh Nam Mô Bổn Thầy, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Cái vấn đề định trong Bát Chánh Đạo chúng ta chưa có thể xác định được đó là định thuộc về chỉ hay quán. Bởi vì tu tập Bát Chánh Đạo là chúng ta mới nói đến tu tập trau dồi tám chi phần đó. Nhưng nếu như một người mà họ có khuynh hướng tu tập chánh định theo cái đề mục thiền chỉ như là niệm 10 đề mục Kasina bí xứ, hay là họ tu tập niệm các cái đề mục khác thuộc cái đề mục thiền chỉ, thì lúc bây giờ chánh định đó mới thuộc thiền chỉ. Nhưng nếu như người này họ tu tập theo bốn niệm xứ, chánh niệm, mà họ tu tập niệm xứ, niệm thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, họ tu tập theo tứ niệm xứ, rồi họ thành tựu được tuệ quán thuộc chính kiến, thì như vậy định đó gọi là Kanika Samadhi, là sát na định. Sát na định cũng hỗ trợ cho tuệ quán được. Do vậy cho nên ở đây không gọi là thiền chỉ. Bởi vậy chỉ có vị hành giả hoặc là vị thị sư dạy cho vị hành giả thì một tu tập, vị đó mới xác định, mới xác quyết được chánh định mà người đó đang tu tập, đang đạt đến.
chánh định nó thuộc thiền chỉ hay thiền quán. Còn ở đây khi mà chúng ta trả lời thì chúng ta nói nó gồm có cả hai. Trường khi nào mà tu tập định với các cái đề tài thiền chỉ thì tu tập với các đề tài thiền chỉ đó thì mới gọi là chánh định thiền chỉ. Và nếu như mà tu tập với đề tài thiền quán thì gọi là chánh định tuệ quán, nó có sự hỗ trợ này. Chúng ta tách riêng ra thì chúng ta mới dễ xác định cái nào là chỉ là quán và quán. Còn khi mà chúng ta để chung vào trong bát chánh đạo thì chúng ta thường là các cái đề tài lợi ích phổ quát, tức là những cái đề tài chẳng hạn như chúng ta quán về vô thường của đất của ngã thì cái tâm tập trung đó cũng gọi là định, nhưng mà nó thuộc về tuệ quán, nó thuộc thiện quán. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thường tự giáo đẳng của Nêu Vị Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ cái chân thì tôi tự sự để tỉnh thì tôi đi nghỉ à, thì tôi tự quyền thì tôi có trước máy và thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi tự quyền nghe được xin được thì tôi trả lời cho thưa luận sau. Một lần nữa xin hỏi thì tôi tự quyền thì tôi có mặt ở trước máy và nghe được không? Đại Đức Pháp Tính có mặt ở và có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được xin tỉnh, Đại Đức Tính trả lời cho cô thưa luận số 5. Đại Đức Nguyên Thông có nghe được không? Dạ. Đại Đức Nguyên Thông, khi mà chánh tư duy thì định nghĩa là không có sân tư duy, không có dục tư duy, không sân tư duy, không phải tư duy đó. Thì tại sao mình không tính nó nằm ở trong phần định học tăng thượng mà tính vào tuệ học? Xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông giảng về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ thảo luận cái câu thảo luận số 5 hỏi rằng chánh tư duy được hiểu là tư duy không có dục, không có sân, không có hận thù. Vậy tại sao không kể là định mà lại nằm trong tuệ học? Thì sư phụ, cái định là cái chú tâm vào một nơi đó mà không có sao lãng được, có cái định nó gọi là Samadhi. Thì cái đó, cái Samadhi nó cũng có thể là Lumen, là đào tường khoét ngõ, hoặc là tư duy cái gì đó để cướp người ta cho. Còn chánh tư duy là tư duy những cái điều gì mà hướng về giáo pháp, hướng về giải thoát, thì nó nằm trong cái tuệ học chứ không có nằm trong định học. Thì con hiểu điều này rất là rational, tức là hợp lý, thưa sư phụ. Đó là cái sự suy nghĩ của con trong cái câu thảo luận số 5 này. Con thỉnh mời sư phụ trở La Mai và giảng dạy thêm những điều con nói không đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở La Mai. Cảm ơn Đại Đức. Thưa quý vị, thường là chúng ta nói là bát chánh đạo và chúng ta cũng nói về tam học. Bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và tam học là giới định tuệ. Và khi mà chúng ta nói về tam học, giới định tuệ thì chúng ta đề cập đến giới học trước,
Rồi giới học gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định học gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ học thì bao gồm chánh kiến, chánh tư duy. Giới học thì bao gồm những pháp có tính chất là tự thân khẩu, tránh làm những cái ác nghiệp, và ba cái ác nghiệp mà nó cản trở sự tu tập, đó là lời nói ác, rồi là tà ngữ, hành động ác, rồi là tà nghiệp, và nuôi mạng không được chân chánh, rồi là tà mạng. Thì ba pháp này khi được từ bỏ sẽ giúp cho hành giả đạt được cái sự khẳng định là mình không có làm việc ác. Nói về định học thì bao gồm ba chi phần: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn được xem như là nội lực hay là nghị lực, là phải có sức mạnh. Và sức mạnh ở đây nó được biểu hiện qua sự siêng năng tinh cần. Và niệm được hiểu như là khả năng tỉnh giác, giác bám sát với thực tại, có khả năng thấy được, biết được cái gì đang xảy ra ở chính thân tâm của mình. Và định học được xem xem như là khả năng tập trung, tập trung. Ví dụ như là một người mà họ không thể ngồi niệm hơi thở được trong vòng 10 phút, 20 phút, họ không thể để tâm tập trung vào việc gì hết, và cái tâm luôn luôn chụp cái này, buông cái kia, buông cái kia, chụp cái nọ, và nó cứ tiếp tục vọng ngóng, thì cái đó họ không có định. Thì như vậy ba cái trạng thái mà chúng ta là năng lực là chánh tinh tấn, nội lực là chánh tinh tấn, tỉnh táo, tỉnh giác đó là chánh niệm, và tập trung là chánh định. Thì ba khả năng này là ba cái khả năng được tính là nội tại, là cái sức mạnh nội tại hay là nội lực. Hai cái pháp còn lại là chánh kiến và chánh tư duy, thì nó lại là một sự phát tiết cái tinh anh của đời sống hay của sự tu tập. Chánh kiến là một cách nhận thức sự việc, nó mang cái khuôn khổ hợp lý. Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Nó một cách khác, một cái người có chánh kiến thì người đó phải có khả năng nhận thức ở trong cái phạm trù hợp lý mà chúng ta gọi là logic đó. Khi mình nhìn cái gì đó, người đó phải thấy rằng à, đây là vấn đề, đây là nguyên nhân của vấn đề, đây là giải pháp, và đây là con đường, đây là cái phương thức để thực hiện giải pháp đó. Nếu mà không có nhìn với cái nhìn đó thì thưa quý vị, không có chánh kiến. Chúng tôi lấy một cái ví dụ khác là một khi mà mình không biết về thuốc đó, mình bị bệnh thì chỉ nằm ở trùm mền thôi, không biết làm gì hết, thì như vậy là thiếu hiểu biết. Nhưng mà một khi mà chúng ta có hiểu biết rồi, mình bệnh á, thì được à, đây là căn bệnh, đây là nguyên nhân của bệnh, dạ, và đây là sự chữa bệnh, và đây là cái cách uống thuốc, thì cái nhìn đó gọi là cái nhìn có hiểu biết. Khi chúng ta biết bệnh, cái đó gọi là chánh kiến, do đó cái đó tính là tuệ. Tại sao chánh tư duy nằm ở trong phần tuệ học? Bởi vì thật ra chánh tư duy, thưa quý vị, của một mặt nào khác được, đó là một cái nhìn mà tương đối là đi ngược lại với cái thói quen. Và thói quen của chúng ta là gì? Thói quen của chúng ta là dính mắc, bám víu gọi là dục tư duy. Thói quen của chúng ta là bực bội, khó chịu là sân tư duy. Và thói quen của chúng ta là
ghét bỏ, căm ghét, thù hận, gọi là hại tư duy. Đối lập với ba cái tư duy này, thì thưa quý vị, một hành giả ở trong cái mức độ thấp nhất, thì người đó cần đến một thứ mà trong kinh Phật gọi là Yoniso Manasikara, hay là như lý thắc ý, hay là chánh tư niệm. Đó là một cách hóa giải. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, là có một người nào đó họ gặp mình, tự nhiên họ không chào, mà cái thái độ của họ nó có vẻ như là họ im lặng. Thì chúng ta có thể nghĩ rằng người này bất lịch sự, người này kỳ thị, người này gặp mình không chào là coi thường mình, và từ chỗ đó mình sân hận khởi lên. Nhưng mà với một vị mà có chánh tư duy, thì vị đi gặp một người không chào mình thì có thể nghĩ rằng có thể người không thấy mình, có thể hôm nay người đó không khỏe, hay là có lý do gì đó mà họ buồn, họ gặp mình họ không thể vui vẻ được. Thì cái suy nghĩ đó đó chúng ta gọi là tắc ý, hay là chánh tư niệm. Thật ra để suy nghĩ mà gọi là suy nghĩ một cách gọi là ly dục, suy nghĩ một cách là ly sân, suy nghĩ gọi là bất hại đó, thì cái ly dục vô sân và bất hại đó nó không đơn thuần là một trạng thái thụ động, mà nó đòi hỏi cái yoniso manasikara, nó đòi hỏi cái mà chúng ta gọi là chánh tư niệm hay là khéo tắc ý, và nó thuộc về tuệ. Và chúng ta nhớ một điều là cái chữ sankappa, mà dịch là tư duy, là cái khả năng hướng tâm suy nghĩ, cũng giống như là các vị trưởng lão có hay khuyên chúng ta là mình suy nghĩ thế nào đó mà tâm mình nó ít phiền não, tâm mình nó nhẹ nhàng, tâm mình nó an lạc thì nên suy nghĩ. Còn càng suy nghĩ mà nó càng bế tắc, càng suy nghĩ càng bực bội, càng suy nghĩ càng quan kết, đừng suy nghĩ. Thì như vậy cái nên suy nghĩ và cái đừng suy nghĩ đó, nó nằm ở trong phạm trù rù của chánh tư duy và tà tư duy. Nhưng mà cái chánh tư duy, tà tư duy đó, nó không đến một mình đơn giản là mình không suy nghĩ hay là mình suy nghĩ, mà nó phải đặt trên cái nền tảng của sự hiểu biết. Chỉ có khả năng hiểu biết mới giải được, thành ra nó nằm ở trong phần tuệ. Thì thưa quý vị, bát chánh đạo là tám pháp có cái chiều sâu và chiều rộng. Chiều sâu đó là từ cái đời sống thường thức, như là chúng ta sinh hoạt hàng ngày, đi đứng ăn nói tiếp xúc, và ở trong đó thể hiện được bát chánh đạo, cho đến một cái trình độ miên mật sâu kín nhất, đó là bát chi đạo ở trong tâm đạo siêu thế. Có thể nói rằng hai cái chiều kịch đó nó không có đơn giản để chúng ta có thể hiểu bình thường hết. Nó tương tự như là một người mà nói về môi trường sạch sẽ, cái chữ sạch mà chúng ta hiểu như là cái giường ngủ mình sạch, cái ghế ngồi mình sạch, cái căn phòng ở mình sạch, nó chữ sạch đó nó rất khác với cái chữ sạch ở trong cái mà chúng ta gọi là clean energy. Ví dụ mình sử dụng ánh sáng mặt trời để làm ra điện thì cái đó là một cái energy sạch, hay là nguồn nước sạch, không khí sạch, nó là cái gì sạch đó, nó mang một ý nghĩa sâu kín hơn. Và chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Cũng bát chánh đạo, và bát chánh đạo áp dụng trong đời sống hàng ngày nó rất là sâu xa so với cái bát chánh đạo, nó không có sâu xa như là bát chánh đạo mà chúng ta đề cập đến tập tâm đạo trong bản. Và thưa quý vị cũng đề cập đến bát chánh đạo, nhưng mà chúng ta về bát chánh đạo là một thứ chánh là luân lý, như là chữ chánh đạo hay là chánh lý, chánh tính, vân vân. Thì ở đây chữ chánh nó không đơn giản là
Nam mô Bích Thay giá, con thỉnh thượng tọa giác đẳng cầm bích trở lại ạ. Nam mô Bích Thay giá. Dạ vâng, cảm ơn cô. Thưa quý vị, con người chúng ta thường hay nói là mình nên tôi luyện cái thể chất của mình, thể lực của mình, rồi tôi luyện lý trí, rồi luyện tình cảm. Thì khi mà chúng ta đi vào những pháp tu bát cái đạo đó, thì cái sự phân biệt đó không phải đơn thuần là thể lực của thân hay là cái sức mạnh của tâm, hoặc giả là cảm xúc hay là lý trí, mà chính cái ba cái pháp là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, nó tránh cho chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện, đồng thời nó cho phép chúng ta có được một cái sự an tâm là mình có cuộc sống hiền thiện, tốt lành. Nhưng mà để nội tâm có cái tâm lực, nội tại chúng ta có cái sức mạnh và cái đó là cái nội hàm thực sự được, thì chúng ta phải có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định, và từ đó chúng ta phát tiết cái tinh anh của chúng ta bằng cái nhìn xác thực, bằng cách nghĩ xác thực. Cái nhìn và cái nghĩ đó rất là thú vị. Ở trong kinh Phật đề cập đó là phần tuệ học tăng thượng. Thì trong bát chánh đạo hay tuệ học tăng thượng đều có mang những ý nghĩa, đó là những pháp này nó không có mang cái biến chứng về sau này. Tức là một phương thuốc mình uống, có những phương thuốc uống mà nó gây ra những biến chứng, cái side effect về lâu về dài gọi là phản ứng phụ, còn ở đây không có phản ứng phụ. Khi mà chúng ta nói về bát chánh đạo thì thưa quý vị, nó là một cái tổng kết toàn bộ, chứ không phải là một cách riêng lẻ như nhiều người quan niệm rằng tu pháp môn này hay pháp môn kia dở. Ở đây chúng ta không nói đến pháp môn, đến một pháp, mà chúng ta nói mình xây dựng một căn nhà thì keo, cột, lui, mè, sườn, tắc, nền, tất cả đều là những cái phương diện mà cần phải xây dựng, và những thứ đó kết hợp với nhau, kết hợp tình hợp lý. Cái nền mà nó vững nhưng mà cái cột nó không tốt thì căn nhà cũng sẽ bị sụp đổ. Có sườn, có cột rồi mà cái nóc nó không được tốt thì nó bị dột vân vân. Thì ở đây bát chánh đạo là một cái tổng thể của một đời sống, một cái hành trình, một sự tu tập. Và về điểm này thì là một đề tài mà tất cả chúng ta phải nghiền ngẫm rất là nhiều. Bởi vì thưa quý vị, khi Đức Phật dạy rằng thế nào là con đường dẫn đến sự thoát khổ, dẫn đến sự diệt khổ, thì chính là chánh đạo tám chi Phật, một đề tài rất lớn và rất quan trọng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp Bồ Tát Ma ở tại đây. Kính thưa quý vị giảng sư đã vào đồng để thuyết giảng, đã lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thái Nhạc. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông, chúng con kính chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc thân tâm thường là Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi chư thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân từ công đức.